Tối ngày 18 tháng 2, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thuộc địa bàn thành phố Phú Quốc, tàu cá mang số hiệu KG94337TS vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO trái phép bị bắt giữ tại vùng biển cách Nam đảo Thổ Chu khoảng 55 hải lý. Qua quá trình kiểm tra xác minh, lực lượng cảnh sát biển phát hiện số hiệu được ghi trên tàu là giả, không trùng khớp với số hiệu thật. 18 giờ 50 phút ngày 17 tháng 2, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện tàu cá mang số hiệu KG94346TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó ông Phan Hoàng Sa, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Sa, trên tàu vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc, đồng thời niêm phong hàng hóa vi phạm. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phân công trực canh, quản lý, đồng thời thực hiện kiểm tra COVID đối với các thuyền viên. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 nhanh chóng điều động tàu CFB-4035 đến tiếp cận, dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 422 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 16 tháng 2, tại vùng biển cách Nam Tây Nam Côn Sơn khoảng 120 hải lý, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 cũng đã bắt giữ tàu cá mang số hiệu KG95548TS vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu DO không có nguồn gốc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang liên tiếp bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép trên vùng biển Tây Nam nhằm thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên vùng biển Kiên Giang.